Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần GB và cuộc sống ở Nhật. Thì hôm bữa thì Quỳnh có làm một cái mâm đồ ăn gồm 12 loại ốc ăn kèm chung với lại là 5 loại nước chấm đặc biệt. Thì có nhiều bạn nhắn tin hỏi Quỳnh, thì Quỳnh ơi, gần tới là Xuân Tân Sửu rồi, thì không biết là Quỳnh sẽ làm cái video gì đặc biệt để mà mình ăn mừng nhà mới cũng như là ăn mừng Xuân Tân Sửu về Quỳnh. Thì hôm nay Quỳnh sẽ làm một cái video đặc biệt để ăn mừng nha mọi người. Thì Quỳnh ăn mừng là cua hoàng đế khổng lồ siêu to bự bự bư và tôm hoàng đế luôn nha. Thì Quỳnh sẽ ăn kèm chung với lại là 12 loại rau củ ngâm chua ngọt để ăn kèm chung cho nó đỡ ngán nha mọi người. Và hôm nay thì Quỳnh ra ngoài đây quay để cho nó thoáng cái video. Tại vì mấy bữa nay trong nhà của Quỳnh thì Quỳnh quay thì mọi người coi mọi người cũng cảm thấy nó ngột ngạt, mình quay ngoài cho nó thoáng ha. Và sẵn tiện hôm nay thì sẽ khoe với mọi người là cái chỗ mà Quỳnh bữa Quỳnh có nói với mọi người là Quỳnh có làm một cái chỗ để mà mình chuẩn bị mình làm BBQ ngoài trời. Đây, đây là cái sàn gỗ ha. Cái sàn gỗ mà Quỳnh mới kêu người ta đến làm cũng như là cái dàn ở phía trên này nè mọi người. Để mốt mình cho rau củ xuống ha. Bây giờ Quỳnh quay phía bên hông cho mọi người xem rồi đó. Ở đây thì là thùng tôm cua Quỳnh đặt sẵn rồi ha. Xa đứng nhìn ra cho mọi người. Xin chào cô chú, xin chào các bạn. Đứng nó nhìn ra cho mình, đứng nó nhìn ra cho. Đứng nó nhìn. Xin chào cô chú, xin chào các bạn. Đó thì Quỳnh sẽ quay khúc này cho mọi người xem. Đó khúc này thì là Quỳnh làm một cái dàn ở phía trên để mình thả đồ xuống vào mùa hè như là trồng mướp, trồng bầu hồ lô này nọ kia mọi người ha. Rồi bây giờ thì không nói nhiều nữa thì mình sẽ bắt đầu là mình khui hai cái thùng tôm cua này ra nha. Quỳnh sẽ quay cho mọi người xem phía bên trong nha. Đây, đây là cái thùng cua hoàng đế mà Quỳnh mới vừa đặt được nha. Trời, ở trong đây còn được tặng thêm một cái hũ muối tiêu chanh ớt, phải không? Muối tiêu chanh ớt thì mọi người của DH Food luôn. Cái anh bán hàng này ảnh cũng tâm lý ghê. Quỳnh mở cho mọi người xem. Trời ơi, Quỳnh được tặng thêm là những cái con sò nha mọi người. Trời đất ơi, nó đây nó lấy. Nè, nhìn tạo thêm một con sò đây. Mở cua hoàng đế cho mọi người xem nha. Thì cua hoàng đế hôm nay Quỳnh mua thì con này thì cũng còn tươi nha, còn sống nha mọi người. Thì con này hôm nay Quỳnh mua thì khoảng là 4kg. Rồi, và phía bên đây thì Quỳnh mua thêm là một con tôm ha. Hôm nay quay ngoài trời á, thì nó có nắng á mọi người. Mình quay thì nó sẽ đẹp hơn là mình quay trong nhà ha. Ba ba, cục cây okay nữa. Đó. Rồi. Đây. 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 Phía trong nha mọi người. Nó rất là siêu to khổng lồ luôn. Mình đưa ra cho mọi người xem. Ở phía ngoài đây á, thì mấy em đang chơi với mọi người. Tại vì đang buổi chiều á. Sao? Té rồi. Trời ơi té rồi. Thôi lên đây ngồi với tôi đừng có đi nữa. Đây, Quỳnh sẽ mở con tôm cho mọi người xem nha. Người ta gói. À Subita để chứ. Nó đồ đi chơi mọi người. Người ta gói vô cái thùng rất là nhỏ nhưng mà con tôm thì rất là bự nha mọi người. Đây cho mọi người xem. Wow, trời con nó dẫn đùi. Nó dẫn đùi mọi người. Nó dẫn đùi mọi người. Đây. Rồi mình lôi con tôm ra nha. Con tôm này thì mấy ký ta? Ký mấy hay sao mọi người? Đây. Đó. Đây. Sa đi lại đây con. Đây. Đó, rất là bự luôn nha mọi người. Đó. Và con cua ha. Cua. Bên này. Ua. Nó còn khỏe lắm. Sa để xíu rồi ba ba ra chơi chơi. Ôi nó bự quá mọi người. Đây. Đây. Đó. Rất là to luôn. Ông xảo mình quay cận cái bản mặt của nó. Quay cận cái bản mặt của nó luôn. Đây. Bây giờ thì cái cua tôm người ta ở trong bể á mọi người, nó cũng rất là sạch luôn á. Cho nên hôm nay thì Quỳnh sẽ hấp chung với lại xả nha. Xả này thì Quỳnh đã tập dập sẵn rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho vào nồi ha. Quỳnh sẽ hấp bằng cái nồi siêu to khổng lồ này nha. Rồi Quỳnh sẽ cho xả vào. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho con cua vào trước nha mọi người. Mình sẽ lật ngược nó lại nha. Để cho nó không có để cho nó không có chảy mấy cái đặt ra nha. Trời nó nặng lắm mọi người. Nó nặng dễ sợ mọi người. Nó nặng lắm nha. Thì ngày hôm bữa cũng có chia sẻ với mọi người đó
là cái thùng này á, không phải là cái nồi này á, Quỳnh mua hả là hả mấy man đó mọi người, mua ở Nhật là mấy man á, cái nồi là hả 40 lít này nè. Ở bên Việt Nam thì không có nhiều tiền, nhưng mà ở Nhật thì cái nồi này nó tiện. Nhưng mà luộc cua cũng được mấy lần này. Mình sẽ cắt nó lại nhà đó cho nó vô, vậy nó nằm mới dầm dừa nha. Rồi mình sẽ cho luôn cái con tôm vào luôn nha. Con tôm thì nó đang mình cái cạn nè mọi người. Nó bự nó không vô nè. Rồi. Ây da. Rồi. Đó. Quỳnh sẽ để luôn cả cái phần dây ở trên người của con tôm luôn nha. Còn những cái con sò còn lại ở trong cái thùng á, thì một chút khi mà cái này nó gần chín thì Quỳnh sẽ cho vào sau. Rồi bây giờ thì Quỳnh sẽ cho nước vô nha. Ồ. Nước vô nó chuyển động rồi nè. Thì ở đây Quỳnh cho là 2 lít nước nha. Tại vì mình cho nhiều quá thì cua tôm mình hấp thì chút nó cũng ra nước nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ bưng vào nhà nha, để mà mình nấu nha. Quỳnh chưa có mua đồ để ngoài đây mình nấu á, cho nên hôm nay mình nấu trong nhà. Ừ. Sao sợ không? Sao sợ không? Sao sợ? Ừ, nó còn sống á. Rồi bây giờ mình vô nhà nha. Rồi bây giờ Quỳnh bật bếp Quỳnh nấu nha. Quỳnh nấu cua tôm chứ cũng chín được 80-90%. Rồi bây giờ Quỳnh sẽ bắt đầu là mình mở ra mình cho sò vào nha. Rồi Quỳnh cho vào luôn, vào nằm phía trên của con tôm nha mọi người. Rồi mình sẽ nấu tiếp nha cho nó chín luôn. Trong thời gian mà Quỳnh hấp mấy cái sò bên kia thì bây giờ Quỳnh sẽ khua mấy cái hũ rau củ ngâm nha. Ở đây thì Quỳnh có là ngó sen chua ngọt, củ sen chua ngọt, khổ qua rừng chua ngọt, củ hủ dừa chua ngọt, trời cái này mình thích này nha, thấy là mê rồi đó. Củ kiệu chua ngọt, cà pháo ngâm giấm, ớt Hàn Quốc ngâm giấm, ngòng tỏi ngâm giấm, hành ngâm giấm, ớt chỉ thiên ngâm giấm, tỏi ngâm giấm và ớt xiêm ngâm giấm. Hai cái loại này thì đợt trước Quỳnh đã ăn rồi, hôm nay Quỳnh bỏ ra Quỳnh ăn kèm chung thôi. Bây giờ thì Quỳnh sẽ dùng kéo Quỳnh cắt mấy cái nhãn đây nha. Mua hàng mình nên lựa những cái loại sản phẩm nào mà nó còn nhãn mát như thế này nè mọi người, để mình đảm bảo là mình mua được cái hàng mới á, với lại là hàng của mình nó không có bị gọi là kém chất lượng á. Đó, mình sẽ cắt ra cho nó đều nha. Ngó sen nè mọi người, ngó sen ngâm chua ngọt, thêm là một ít củ sen, củ qua rừng ngâm chua ngọt. Mới thấy củ hủ dừa ngâm chua ngọt, mình nghĩ loại này mà bán ở nước ngoài chắc bán được các bạn ơi. Mua này về làm gỏi cũng ngon nè. Củ kiệu. À, tiếp là cà pháo nha. Ớt Hàn Quốc, ngòng tỏi ngâm giấm nha. Cái món này lạ nè mọi người. Tiếp ớt. Ở đây thì là Quỳnh có là hành tím. Ở đây là tỏi nè. Đó là một ít ớt xiêm xanh. Wow, hấp dẫn quá mọi người. Quỳnh sẽ chấm với lại là cái nước sốt muối ớt chanh, muối ớt chanh Nha Trang của DH Food luôn nha mọi người. Đó. Quỳnh là hay chổng ngược cái chai này xuống, Quỳnh để mỗi lần mình lấy là nó dễ mọi người. Mình cho một cái trên đây mình chấm.
Bây giờ mời mọi người ăn chung với hai mẹ con Quỳnh nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu là mình ăn cái con tôm hàng trước trước nha. Ăn rồi bắt đầu mình dặn từ từ nha mọi người. Trời ơi, con tôm này lúc mà mình mua thì nó hơi hơi bự, mà mình luộc lên cái nó còn như đây nè mọi người. Bây giờ quay một vòng nha. Đó, trời ơi, nước quá trời. Mà mọi người ăn chung với hai mẹ con mình nha. Ở trong gạch không nè, biết mọi người thấy gạch không nè. Để mình quay cho mọi người xem nha. Cái con này cũng bự lắm. Hôm nay thì mỗi thứ mình ăn một ít nha. Đó, cái đầu ở trong mọi người. Gạch không. Rồi. Hôm nay trời ơi, nó ăn nó nhã không mọi người. Nó ăn ừ, nó không ăn bánh mì mà nó ăn chocolate mọi người. Trời ơi, cái gạch trong này mọi người. Đây đã cho sang thử nha. Trời ơi, cho nó ăn hải sản nó không có ăn mọi người. Mình sang cái gạch trước nha. Trời ơi, cái gạch nó ngon dễ thận. Hôm nay Quỳnh sẽ ăn kèm với lại những cái rau củ muối chua nha. Cái mà Quỳnh mới ăn là ngon tỏi. Trời, nó giòn mà chịu chưa con. Ớt xiêm, tỏi ăn. Công nhận mình ăn với hải sản á, mình ăn có cái này á không đỡ ngán nữa. Nó ngon quá trời đất mọi người. Hôm nay thẳng vừa ăn vừa tâm sự nha. Tâm sự với mọi người là một năm vừa qua Quỳnh có những dự định đó mà chưa thực hiện được đó mọi người. Thì ngay lúc đầu á thì cái dự định của Quỳnh á trong cái năm 2020 á thì Quỳnh nhiều lúc của Quỳnh nè, Quỳnh nói trước Quỳnh sợ bước không qua mọi người. Rồi dịch bệnh kéo dài luôn cả năm hơn luôn. Rồi cái lúc đầu thì Quỳnh không có định đi mua nhà đâu. Quỳnh định làm chocolate. Quỳnh định làm chocolate. Gì? Nó không có chịu ăn bánh mì. Nó đòi mở mọi người, Quỳnh cho nó ăn chocolate đi. Thì năm vừa rồi á là Quỳnh định nó làm một một số công chuyện mà bởi vì dưới dịch bệnh á cho nên Quỳnh đã bỏ qua cái cơ hội nha mọi người. Với lại Quỳnh cũng sợ mà, cho nên nó Quỳnh mới quyết định Quỳnh mua nhà trước. Với lại tiết lộ cho mọi người biết là Quỳnh đã làm chuẩn bị ra một cuốn sách cho mọi người. Đây 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 đây, mình hỏi cho. Và sắp được ra mắt cho mọi người, chuẩn bị, dự định là sắp chuẩn bị được ra mắt nha. Hy vọng là mọi chuyện thì nó sẽ được suôn sẻ, nó sẽ không có bị bất cứ một cái gì mà nó trở trở nha. Rồi. Mấy cái rau củ này nó rất là giòn mà. Nó giòn. Nó có cái vị chua chua ngọt ngọt. Vừa phải đó là vừa ăn. Quỳnh nói khi mà Quỳnh khui này ra, Quỳnh thích đó. Cái củ dừa này hầu như á Quỳnh thấy là có bán những cái loại như là đậu pháo rồi măng chua, nhưng mà củ dừa thì lần đầu tiên mình mới bán nha. Nếu mà bán qua nước ngoài thì mình cái này bán được nè. Củ dừa giòn ngon rồi, tiện lợi mới sản phẩm tiện lợi với tặng. Để ăn cái gì, ăn khổ quá, khổ quá rừng đắng quá. Khu ngon đâu? Khu ngon đâu? Khổ qua là phải đắng. Để mà cái khổ cho năm cũ đi qua. Khổ qua quá. Cái khổ cho năm cũ đi qua. Và cái khổ qua rừng thì nó sẽ đắng hơn khổ qua thường. Nó là nhiều khổ qua mà không đắng không là khổ qua nha. Khổ qua đắng. Để
ăn thử cho Thảo. Chào cô hề con ăn. Hôm nay lần đầu tiên Quỳnh mới thấy là củ sen ăn chua. Nó công nhận ngon hả? Hôm nay mỗi thứ mình ăn một ít nha. Tại vì mình sẽ không ăn hết á. Tại sao mà mình ăn mừng chuẩn bị năm Tân Sửu mà mình ăn tôm mọi người. Ăn tôm để mà mình bật tâm tắc, để cho mọi cái thứ mà mình mong muốn năm 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 sau á nó sẽ suôn sẻ mọi người. Còn ăn cua, người ta thường nói là ăn cua là ngang như cua, cho nên hy vọng năm sau thì mình sẽ không là không có ngang trái, không ngang phải nữa, cho một năm đầy thuận lợi. Ăn thử cái ở Hàn Quốc mà. Quỳnh nhận của người vậy nghe mà không có cay mà nó xanh vậy hả? Còn hôm nay ý nghĩa của cái mâm đồ ăn này gồm có 12 loại rau củ ngâm đó mọi người, tượng trưng cho 12 tháng nha. Tượng trưng cho 12 tháng trong năm, thì mỗi một tháng thì mình sẽ bước qua và hy vọng là mọi thứ cũng đều được suôn sẻ, sẽ đều được may mắn. Quỳnh hy vọng là vậy, nhưng mà hát mà vô bì rồi mình mở ra nha. Ôi ôi nó đổ rồi. Nó hát mọi người, sao nó hát hả? Sao với mẹ không, ăn với mẹ không, mẹ mới đút cho nè. Ăn miếng nha. Kêu nó ăn mà nó không ăn mà nó ra vậy mọi người. Ở trong đây có rất là nhiều cái gạch luôn mọi người, nhiều gạch lắm. Sao? Trời ngon quá. Quên nói với mọi người cái giá hôm nay Quỳnh mua cái mâm tôm cua này á, thì hải sản ở Nhật nó cũng rẻ mọi người, vừa tôm vừa cua vừa phí ship luôn. 5 mâm 1 là khoảng là tiếng mới phí ship nha, khoảng hơn 10 triệu xíu mà. 10 triệu 300 ngàn. Sao chúng ăn xong rồi mọi người, sao mà đi chơi với mẹ hả, hay đi hả, đi hả, đi xa giờ nó lớn rồi mọi người, nó không có chịu ngồi với Quỳnh hết video mọi người, thỉnh thoảng lâu lâu á nó mới chịu ngồi hết video với Quỳnh ha. Ở bên trong ngon dễ sợ, nó béo mọi người. Ngon dữ tận ngon. Nghĩ mà hồi xưa khi mà sắp đến Tết mọi người, ta nói làm mấy cái đồ muối chua, nhất là mấy kiểu chua nè, để bỏ thêm ớt ăn không ạ, thì nó cực đi mọi người. Hồi xưa á, mẹ Quỳnh bên Việt Nam á bán rau mọi người, cũng mua kiểu chua về bán, rồi muối bán mọi người. Trời ơi, người ta bây giờ người ta nội trợ người ta cũng bận biểu á, cái người ta cũng mua cái đồ sẵn không mọi người, mà ngon thấm ngon kìa. Làm thì cực nha mọi người, bây giờ thì tiết kiệm được thời gian á, mình cho thêm ít ngọng tỏi nha,
Công nhận bây giờ ở Việt Nam tiện dễ sầm à, cái gì cũng có, có mấy thứ mà mình mê quá mọi người, lạ miệng, ăn thì tốt cho sức khỏe, nhất là mấy cái nhiều anh ta, mấy cái tỏi nè, rồi mấy cái như là củ hành tím mà ngon lắm đó. Mình ngưng con tôm nữa nha, mình sẽ ăn tới con cua nha. Béo được cắt. Mà mọi người biết hồi xưa mẹ mày ngoại Quỳnh bán ở ngoài chợ mọi người, làm mấy kiểu này mọi người cực lắm nha. Mình làm á, rồi bắt đầu mình đem phơi, rồi cái bắt đầu cái mình chờ phơi cho nó dốt dốt nha, phơi nó dốt dốt á, cái mình ngâm nó sẽ ngon và nó sẽ giòn hơn. Hồi xưa á, hồi xưa mà mình còn nhỏ đó, thì mấy cái đồ mà bán sẵn gì ít lắm mọi người, hầu như làm ở nhà không. Mà nhớ tới những dịp Tết mà làm ở nhà không, mấy hỏi chị em như là hỏi chim bệnh gì, rồi anh chị em họ ngồi lại quây quần bên nhau. Quỳnh á thì là Quỳnh là người miền Nam mọi người, với lại nhà Quỳnh cũng buôn bán ngoài chợ đâu có thời gian đâu mọi người, làm đồ hàng bán nè, cái nào được á thì mình làm ở nhà, còn không là cũng mua ở ngoài hết mọi người. Thích cái củ hủ dừa quá mọi người. Có thêm cải chua nó là ngon nha. Hầu như cải chua ở Nhật á là nó chỉ có uống theo mùa thôi, là những bạn sống ở Nhật á, anh ta trồng rồi người ta bán, chứ đồ lon á mình thấy bên Việt Nam chưa có ai làm nhập qua bán á. Nếu mà nhập qua được á thì trong những lúc mà trái mùa như là mùa đông như thế này nè mọi người, thì người ta phải ăn hàng lon thì sẽ bán được á mọi người. Quỳnh thấy bây giờ hàng lon đổ cũng ngon quá trời quá đất luôn đó. Hôm nay Quỳnh ăn cái này nè, vừa vị nè nha, ngon nè, giòn, kích thích luôn mọi người. Có nhiều bạn hay hỏi Quỳnh đó, Quỳnh ơi Quỳnh ăn tôm cua mà sao không có thấy Quỳnh ăn mấy cái càng như Quỳnh. Trời ơi mọi người, video quay á thì mình quay cắt video á, chứ mà ngồi mà ăn hết nguyên một con mà mọi người đợi Quỳnh á hết giờ luôn mọi người, không có ai mà chịu ngồi đợi mình mà ăn hết giờ cái đó mọi người. Bây giờ á cái nghề nội trợ nó cũng khỏe hơn hồi xưa nhiều. Hồi xưa người phụ nữ Việt Nam mình cực quá, Tết nhất đồ làm tôi nói làm từ mà ngày 23 Tết tới 30 Tết, tới ngày 30 Tết nha mọi người. Nào là dọn dẹp, nào là làm đồ chuẩn bị Tết, nấu bánh chưng, rồi bánh tét. Hồi nãy Quỳnh nói tới vụ mà Quỳnh là người miền Nam mọi người, thì nhà Quỳnh á buôn bán á, cho nên không có nấu bánh tét nha mọi người. Mua mọi người, mua một cây cao lắm hai cây là ăn tới hết cái tết luôn á. Công nhận hôm nay ăn đủ vị mà, mình sẽ ăn thử tới không. Cái ớt hiểm nhưng mà ớt hiểm chắc cao mà cắn xíu ha. Ớt chữ thiên Việt Nam đúng cay, đúng cay. Nó cay nhưng mà nó chua chua ngọt ngọt cũng ngon.
Hôm nay Quỳnh mua con cua đúng ngon. Thịt không. Trời ơi, kiểu chua ngon mà. Ở Nhật á, có bán kiểu chua nha mọi người. Nhưng mà cái hương vị á, nó không có giống như là cái hương vị của Việt Nam mình. Bởi vậy á, Quỳnh rất thích là ăn cái kiểu chua của Việt Nam mình. Cái cách muối á, nó khác mọi người. Cho nên ra cái vị mình ăn kèm chung với lại những cái món ăn ngày Tết á, thì nó không thể thiếu á. Nhưng mà mình ăn thì cũng phải đúng vị thì nó mới ngon nha mọi người. Nhất là bây giờ là những gia đình nào mà gia đình trẻ thì người ta chuộng mua những cái hàng tiện lợi như thế này nè, mà mình làm thì chưa chắc đã ngon nha. Mua hàng tiện lợi như ngon quá trời. Bây giờ mình bỏ đồ mình xơi muốn hết nữa đó. Dạ. Ngâm tỏi rồi đợt trước mình có trồng, mình có quay cho mọi người xem á. Ở Nhật cũng có ngâm tỏi nhưng mà hầu như á người ta mua về người ta xào là chính nha mọi người, chứ Quỳnh chưa thấy ở Nhật mà làm ngâm tỏi chua như Việt Nam mình. Hôm nay Quỳnh mới ăn thử lần đầu tiên, ngon ghê, thơm ngon đậm vị. Hôm nay Quỳnh ra ngoài xong mình quay cho mọi người xem á. Cái anh xã Quỳnh nói Quỳnh á, bà ồn ào quá, bà quay mà bà ồn ào. Ông sợ người ta nhìn mọi người, tại vì hồi chiều khi mà Quỳnh quay á thì có mấy em đang chơi giống như là chơi đánh cầu á mọi người. Cái ông sợ Quỳnh làm phiền người ta. Trong khi Quỳnh đang đứng trong sân nhà mình. Năm nay có được mấy cái hũ này Quỳnh sẽ đi kiếm thêm cái bánh tét mọi người về ăn kèm. Ngon quá xá. Khi xưa thì mình chỉ ăn bánh tét chung với lại là gì ta? Là củ cải ngâm thôi à. Năm nay có rất là nhiều thứ mà ăn đỡ ngán. Thịt kho. Bắt đầu thấy no mà. Ăn được không? Nửa cái chân tôm, nửa chân cua. Anh xã Quỳnh á thì không ăn được, không ăn được mà là ổng bị dị ứng với tôm với cua mà người ngứa. Còn thằng xa thì không chịu ăn, không biết khi nào nó mới ăn chung với Quỳnh được đây. Ăn một mình nó buồn quá mọi người. Ở Nhật á thì không có trồng dừa được á, cho nên thấy cái củ hủ dừa Quỳnh mê, như là Quỳnh thích cái nào không gọi là bùm bồm à, bùm bồm ở Nhật cũng có không trời. Những cái món đó mà ở bên Nhật mà có được gọi là những món xa xỉ luôn.
mình ăn được mấy con, còn ba con. Trời, ngưng mừng ăn, no quá. Cái mâm này của mình năm nay á là cua 4 kg hơn, tôm là khoảng 3 kg hơn, với ốc sò nhưng mà mình ăn giờ được 4 cái chân, mỗi phía bên trong với con tôm no quá. Thì trước khi mà mình kết thúc cái video này á, thì mọi người hãy vào bên trong trang fanpage của Quỳnh để cùng tham gia game mini và nhận quà từ DH Food nha. Quỳnh cũng chúc mọi người một năm Tân Sửu thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc, không xỉu úp xỉu đau và không lao đao những điều không muốn có. Và mình sẽ chạm đến những cái thành công cũng như là ước mơ của mình trong năm mới nha. Cảm ơn tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye.